Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện phối hợp Y tế dự phòng tăng cường hoạt động giám sát các ca bệnh, giám sát xử lý các ổ dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men để điều trị bệnh nhân và triển khai phun hóa chất chủ động trên diện rộng tại các điểm có chỉ số côn trùng vượt ngưỡng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 182 trường hợp sốt xuất huyết, giảm 120 trường hợp so với cùng kỳ. Phát hiện 35 ổ dịch sốt xuất huyết và đã tổ chức xử lý kịp thời, không để bùng phát thành dịch lớn. Tổ chức giám sát lăng quăng tại 489 điểm với 545 lượt, trong đó phát hiện 19 điểm có chỉ số PCR vượt ngưỡng tại các huyện Lâm Hà, Chi Linh, Bảo Lộc và Đà Tẻ. Giám sát mật độ muỗi tại 180 điểm với 222 lượt lưu hành sốt xuất huyết. Có 4 điểm vượt ngưỡng thấp về côn trùng tại huyện Đà Tẻ và Chi Linh. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện phối hợp Y tế dự phòng tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát xử lý các ổ dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men để thu dung điều trị bệnh nhân, tổ chức giám sát lăng quăng và triển khai phun hóa chất chủ động trên diện rộng tại các điểm có chỉ số côn trùng vượt ngưỡng tại các huyện Lâm Hà, Chi Linh, Bảo Lộc và Đà Tẻ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Di Linh diễn biến phức tạp với tổng số là 59 ca tính từ đầu năm cho đến ngày 2 tháng 8. Di Linh hiện là địa phương có số người nhiễm sốt xuất huyết cao nhất tại tỉnh Lâm Đồng. Để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, huyện đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng chống, nhất là những địa bàn nóng về sốt xuất huyết nhằm khống chế dịch bệnh gia tăng trong cộng đồng dân cư. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Di Linh, với 3 người nhiễm sốt xuất huyết trong tuần qua, đã nâng tổng số ca nhiễm sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay tại huyện Di Linh là 59 ca. Mặc dù số ca mắc bệnh sốt xuất huyết có giảm so với cùng kỳ năm 2016, song bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương như thị trấn Di Linh, xã Tam Bố, Gia Hiệp, Đinh Lạc, Kinh Ré và Liên Đầm. Nguyên nhân của sự gia tăng dịch bệnh thời gian qua là do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều, dẫn đến mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Điều đáng quan tâm là ý thức thực hành phòng bệnh của người dân chưa cao, chưa thường xuyên thực hiện các giải pháp phòng bệnh. Không biết, nhưng mình thấy là nó cứ thấy người nó mệt mỏi với lại nóng nóng trong người, mình cũng nghi là chắc sốt. Thế nào lên đường nó là đúng là sốt. Sốt thì nó có nhiều loại sốt, nhưng mà chú biết đó là sốt xuất huyết không? Không. Người nhà mình có biết. Không biết. Hiện nay, công tác giám sát các bệnh sốt xuất huyết được triển khai rất chặt chẽ. Ngành y tế cũng đã tiến hành phun hóa chất trên diện rộng, ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, không để muỗi phát sinh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Thành Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế Di Linh cho biết, mặc dù công tác giám sát xử lý ổ dịch đúng theo quy trình, nhưng trong quá trình triển khai, ngành y tế huyện cũng gặp không ít khó khăn. Việc diệt bọ gậy, người dân chưa thực sự quan tâm, ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Bà con ở những vùng mà có cái trình độ dân trí thấp, người ta chưa hiểu được cái nguyên nhân sâu xa của cái việc mà gây bệnh sốt xuất huyết, và cái diệt trừ hàng đầu đó là diệt lăng quăng, nên thành thử nó còn rất là nhiều khó khăn. Mặc dù có sự ra quân của các cái đội ngũ cán bộ về ngành y tế, rồi các cái đoàn thể, chính quyền địa phương, nhưng mà người dân thì một số nơi người ta vẫn chưa có nhiệt tình lắm trong vấn đề này. Vấn đề thứ hai là báo cáo là ở Di Linh nó có một số cái đặc thù, ví dụ như ở tại xã Gia Hiệp và cái thôn Tân Lạc 2 thì người ta có nuôi tầm, nên sau cái giai đoạn diệt lăng quăng, chứ còn nếu mà như các nơi khác diệt lăng quăng xong xuôi chỉ số lăng quăng thấp thì đó là diệt, xịt thuốc, y tế thì xịt thuốc trừ muỗi. Nhưng mà đối với trường hợp này thì không xịt thuốc trừ muỗi được, vì xịt thuốc trừ muỗi thì sẽ chết tầm, bà con sẽ ảnh hưởng tới bà con. Đến thời điểm hiện tại, Di Linh chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết. Nhưng rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình, hơn ai hết, người dân phải nâng cao ý thức phòng bệnh. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cách phòng bệnh tốt nhất đó là diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Để hạn chế thấp nhất cái tình trạng này thì cái ngành y tế sẽ là làm công tác tham mưu chặt chẽ cho Ủy ban nhân dân huyện, sẽ ban hành các cái kế hoạch và các cái chỉ đạo
về cho tất cả các xã, đặc biệt nhất là các xã mà có cái chỉ số xuất huyết cao, để mà tiến hành cái công tác đầu tiên hay là chính quyền địa phương, các đoàn thể lại làm công tác diệt lăng quăng, tuyên truyền cho bà con. Trong ngành y tế tỉnh đã tăng cường trích kinh phí mua thêm 2 cái máy để mà phun thuốc, và cái nguồn thuốc này được Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh là hỗ trợ cho Di Linh và cả các huyện để làm công tác là diệt, bước sau khi đã làm cho chỉ số lăng quăng là nó giảm xuống thấp. Hiện nay đang là mùa mưa, thời tiết ẩm là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, để khống chế, không để dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong cộng đồng dân cư, ngoài các biện pháp quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành y tế, thì người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa và chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh. Có như vậy, thì việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Di Linh mới thực sự đạt hiệu quả.